Nêu Ly Nguyễn, thưa sư phụ, hai bài Kính Thiên 1980 và 2017 không có nói đến Thái tử gì, không chỉ nói đến Thái tử mà còn cho các con thiên phải có nhiệm vụ cùng ngài hoàn thành cơ nghiệp, phải không sư phụ? Đúng ngay chốc. Nêu Ly Nguyễn này thông minh. Tại hai bài đó là không phải cho riêng sư phụ mà chính là cho sư phụ. Nhưng mà khi các con nghe đó, tại vì chúng ta đều là con trời hết nha. Sư phụ cũng là con trời tất cả nhân loại trên quả địa cầu và tất cả 3.000 cái hành tinh đúng ngoài kia cũng đều là con của cha hết. Nhưng mà cái người đàn anh sư phụ giống như là đã già rồi, cho anh sư phụ có trách nhiệm. Thì các con là những người em út nhỏ xuống đây chỉ đường để dẫn anh em của mình đi về. Thì cái bài Kính Thiên đó cũng như là cha mẹ viết cho chung hết chúng ta đó, gán mà nhớ, gán mà thuộc, gán mà làm theo. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sanh quả báo nhãn tiền, luân hồi vây trả truyền miên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sức mạnh đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sen, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, nhắn cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính Thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây xứng ở thời cơ sao. Đó là của mẹ viết cho chúng ta. Dung Nguyễn ra clip 7, clip 8, clip 9 trong 513 câu. Thái tử ơi, khi xưa ngài chịu khổ hình thập tự giá, thập giá, giờ ngài đến Việt Nam, Việt Nam sẽ thịnh trị. Tại vì Việt Nam sau này sẽ làm cường quốc sẽ là một quốc gia giống như là mẫu mực, một cái model cho thế giới bắt chước theo, là vì có thiên tử hạ phàm và đồng thời có cái đạo là nước Việt lập ra, thì cho nên từ đó mới thu phục cả thế giới quy phục. Tại cái đạo nó quan trọng lắm, mà cái đạo mà được các thiện thần ở trên trời cha ra có ấn chứng đàng hoàng, không phải ai lập đạo cũng được nha. Người này xưng kia, nhưng mà lập đạo đó là phải có ấn chứng của Thượng Đế đàng hoàng, là phải con của ngài. Nhưng mà Chúa Giê-xu là cũng là thiên tử, là con của Thượng Đế. Ông như Mohammed của đạo Hồi giáo cũng vậy. Tức là chỉ có thiên tử mới lập đạo cho cha, thờ cha, Thượng Đế. Thế giới này ai cũng thờ Thượng Đế hết. Đạo Công giáo cũng Thượng Đế, Hồi giáo cũng Thượng Đế, Thiên Tâm cũng Thượng Đế, Ấn Độ giáo cũng Thượng Đế, Hindu cũng Thượng Đế, Do Thái giáo cũng Thượng Đế. Nhưng mà họ không có chịu khó hơn chút, họ học theo cái lối của đó, của thời xưa. Hôm nay mình cũng Thượng Đế, Thiên Tâm cũng Thượng Đế, nhưng mà mình học Phật để mình thoát luân hồi sanh tử. Chứ những cái đạo kia họ khó thoát luân hồi sanh tử lắm, họ vẫn còn chấp, họ không có chịu khó, họ không có học theo lối Phật. Cái đạo là một chuyện nha, cái công thức của mình là công thức Phật, còn của họ là công thức Do Thái, công thức Công giáo, công thức Thiên Đốc giáo. Đại khái là không có hay bằng cái công thức Phật giáo của mình. Nhưng mà tất cả chúng ta đều thờ một đấng gọi là Độc Giác Thần, là thờ cha, họ cũng thờ cha, nhưng mà công thức của họ dở hơn. Cũng giống như một cái máy vi tính, một cái điện thoại,
Nhưng mà cái điện thoại làm thật sự của Apple vậy là cha đó, là mình đó là tốt. Còn mấy điện thoại dởm dởm hu quê rồi á, không có bằng.